tả cha hảo. Đây là bài 29 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1, tương với phần tiếp theo của bài 9 quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói đợi. Tẳng. Tẳng. Hãy làm lại từ này để nói đợi chút. Tẳng tẳng. 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 Tẳng tẳng hãy chú ý hai thanh ba đi liền nhau thanh ở trước đổi thành thanh hai tẩng tẩng thành tấn tẩng đợi mình tấn của. tấn của. mình đợi bạn của tấn nỉ của tấn nỉ xin hãy đợi tôi xin đợi của. Chính tấn của Bây giờ là từ một lát Ý khuẩy Ý Ý Khuẩy Ý Ở đây từ khuẩy đi với âm R đọc uốn lưỡi thành khuẩy 我们拉，坐一会儿。坐一会儿。我们坐一会儿吧。坐一会儿吧。đợi một lát，等一会儿。等一会儿。i một lát đi。 等一会儿吧，等一会儿吧。xin hai 请等一会儿，请等一会儿。bây giờ hãy nghe p và nhắc lại từ tiên sinh，先，上，先，先。 上。上。先生。先生。王先生。王先生。张先生。张先生。张先生。 tiên sinh tiền của anh đây nguyên văn là tiên sinh cho anh tiền xin sẩn cày nín chiến xin nín chiến cách nói này cũng giống như cách nói khi trả tiền hãy nhắc lại xin đợi một lát chính tầng ý khuẩn chính tầng ý khuẩn tiên sinh tiền của anh đây xin sẵn, kể nín chén xin sẵn, kể nín chén bây giờ là từ đếm sủ sủ đếm tiền sủ chén Số chén Đếm một chút Số sủ Số 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 sủ Số sủ. Sủ. sủ Bây giờ hãy nghe và nhắc lại một cách nói khác để nói Đếm một chút Số ý sủ Số y sủ sú ỉ sủ sú ỉ sủ, sủ hai cách nói này nghĩa tương tự nhau đều là cách lặp lại của động từ trong tiếng Trung. xin hãy đến thử một chút xem chính sú y sủ chính sú y sủ chịu rũ rủ chịu rũ rủ tương tự hãy nói xin hãy đợi một chút chịu đựng y tầng chịu đựng y tầng chịu đựng y tầng chịu đựng tầng hãy nhắc lại xin hãy đợi một chút 请等一会儿，请等一会儿。天星，钱给安呆。先生，给您钱。先生，给您钱。先来点请，数一数。请数一数。 Đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi, khách sáo. bố khách chỉ bố khách chỉ Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi ra ngân hàng rút tiền. Chuyện hàng trị Mình về trường Ủa quay Bố Bà bà Công việc bận không? Công dụ ở máng mà Mike Tên người 麦克，发音，发音。你没给馒头，要几个馒头？饼包，包子。木花寡买水果。 ba tệ 3 khoải quy bán thế nào ạ à? chú ý từ giờ má mải tổng cộng mười sáu tệ năm hào ý cùng 16 khoải 5 máu năm mươi 我去去图书馆。下午去图书馆。兑钱，换钱。tiểu thư，小姐，đổi nhân dân tệ，换人民币。 nhân viên giao dịch, nhân viên kinh doanh. Yến dễ yến 200 đô, nguyên văn là 200 mỹ nguyên. 200 mỹ nguyên Đợi một lát. Tầng ý khuẩn Đến một chút xem. Số ý số 先生。